7 bước giúp sale mới tìm hiểu dự án bất động sản. Bước 1. Học thuộc tên dự án. Tên dự án là điểm nhận diện đầu tiên mà bạn cần phải chú ý. Nó cũng là điểm quan trọng để khách hàng phân biệt dự án này với các dự án khác. Bước 2. Học thuộc vị trí xây dựng. Vị trí là thông tin đầu tiên mà khách hàng quan tâm trước khi tìm hiểu sâu hơn về dự án, cũng như liên kết vùng, vị trí về giao thông, vị trí của sản phẩm bất động sản so với các dự án xung quanh. Bước 3. Nắm rõ thông tin chủ đầu tư. Chủ đầu tư, đơn vị thực hiện dự án cũng là điểm trọng yếu mà người mua đặc biệt quan tâm. Nhiều khách hàng sẽ không khỏi lo ngại với thông tin liên quan tới các dự án bị ngừng xây dựng do thiếu uy tín và năng lực từ phía chủ đầu tư. Bước 4. Nắm sâu thông tin sản phẩm. Quy mô đầu tư của dự án, tổng diện tích dự án, có tổng bao nhiêu tòa, mỗi tòa có bao nhiêu tầng, mật độ xây dựng của dự án là bao nhiêu phần trăm, nêu bật diện tích nội khu, ngoại khu của dự án, các đơn vị thi công, giám sát của dự án. Bước 5. Nắm chắc tính pháp lý dự án. Việc nắm rõ tính pháp lý của dự án sẽ làm tăng độ tin tưởng từ phía khách hàng đối với bạn và dự án bạn đang tư vấn. Khi có đầy đủ chứng từ đảm bảo về tính pháp lý, khách hàng mới cân nhắc việc xuống tiền đầu tư. Bước 6. Chính xác giá bán và phương thức thanh toán. Lợi thế khi mua nhà tại các dự án bất động sản chính là việc minh bạch về giá cả và thuận lợi hơn với các hình thức thanh toán linh hoạt. Tùy theo từng dự án hay chủ đầu tư mà mức giá bán và hình thức thanh toán sẽ khác nhau. Đây chính là tiêu chí cần thiết nhất để khách hàng quyết định xuống tiền. Bước 7. Khảo sát thực địa dự án. Đây là bước cuối vô cùng quan trọng, bạn không nên bỏ qua. Bạn phải trực tiếp tới dự án và tìm hiểu thực tế về địa hình, tình hình giao thông khi tới dự án, sau đó mới có thể đưa ra cho mình những góc nhìn tư vấn phù hợp theo cương vị của người mua nhà một cách chính xác nhất. Từ tất cả những thông tin nói trên nhằm giúp bạn có cái nhìn bao quát về chi tiết dự án, đánh giá tốt hơn về sản phẩm của mình để bắt đầu vào cuộc hành trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng.